rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, khác với ngày xưa. Cái nền nếp gia phong ngày xưa, xã hội trước là cha mẹ đặt đâu ngồi đó, thì rõ ràng cái chuyện bằng lòng hay không bằng lòng không có đặt ra, mà cha mẹ thấy được thì là cha mẹ chấm. Như vậy người ta không có nghĩ rằng hồi đó là ép. Là hiện nay đó thì cũng có những cái trường hợp vẫn còn gán ghép và ép duyên, nhưng mà không còn phổ biến như ngày xưa. Thì chúng ta thấy rõ ràng hai bạn trẻ đã có một cái minh họa là các bạn có một sự chưa được đồng thuận trước hôn nhân, thế nhưng các bạn đã bảo vệ cái tình cảm của mình bằng cách là bên nhà gái ủng hộ và tác hợp cho. Rồi sau đó bây giờ thì ông bà nội cũng đồng ý để mà tác hợp cho các bạn, phải không ạ? Đời sống ngày xưa, xã hội sống nó rất là chật hẹp, hai gia đình cạnh nhau là dễ trở thành thông gia với nhau. Cha mẹ ngày xưa thì lập gia đình sớm, cho nên là bố mẹ đặt đâu ngồi đấy là đúng rồi. Chắc là các bạn có nghe cái câu là nữ thập tam nam thập lục, là đã bắt đầu chuẩn bị nhìn từ nó rồi. Tuổi, vâng, là đã tuổi rồi. Cho nên là đã có những cái đính ước, lúc đó thì cũng đông con, người ta nói là con đàn cháu đống. Thế thì khi đó thì con cái vừa lớn lên một cái, đất đai thì rộng, cho nên là mong gả vợ gả chồng cho sớm. Để làm chi vậy? Để phân chia đất đai mà làm. Và luôn luôn có một cái tôn ti trật tự nhất định, đó là cha là người có một cái tiếng nói hệ trọng nhất. Cho nên là cái việc mà cái quyết định hôn nhân của con cái thì hầu hết là vai trò cha mẹ là chủ yếu. Xã hội ngày nay là xã hội phẳng, mặt phẳng. Chạm một cái là người ta có thể không phải ở Sài Gòn mà quen Sài Gòn đâu, mà quen khắp thế giới. Cho nên cái tầm nhìn của các bạn trẻ bây giờ thì họ khác với ngày xưa, họ được mở mang. Rồi cái quan trọng nữa là nữ giới bây giờ đó, người ta cũng không có chấp nhận cái cảnh ép duyên, nam nữ bình đẳng. Cái thứ hai đó là cái quyền con người được tôn trọng, cho nên ép gì thì ép, không được ép duyên. Cái đó là một cái hạnh phúc của cái thế hệ, của cái xã hội hiện nay chúng ta đang sống. Thì thực ra đó, hiện nay vai trò của cha mẹ vẫn còn đầy đủ. Tôi không cho là cha mẹ mất đi cái vai trò trong hôn nhân của con cái, nó chỉ có khác đi. Ví dụ ở đây là những cái minh họa sinh động, đó là gia đình cô Thủy và cô Xuân. Các cháu được học hành, được nuôi dạy tử tế, thành đạt. Và vì vậy các cháu tự chọn cho mình những người mà mình làm sao phản đối được. Con trai, con gái gì cũng vậy, các cháu được bố mẹ chuẩn bị cho một cái nền tảng vững chắc, thì tôi tin chắc chắn rằng bạn và người yêu và người vợ hoặc người chồng tương lai của các cháu nó cũng là có một cái căn bản tương đối. Cho nên là cái vai trò của cha mẹ hiện nay là cái người định hướng cho con cái, chứ không phải là cái vai trò làm coi như là làm theo ý mình. Tôi rất thích cái câu của em Trường đã nói rằng là mẹ nói là nếu lấy vợ thì các con sống với nhau chứ đâu có sống với mẹ. Cho nên nếu mình thực sự yêu nhau thì mình cũng phải biết coi như là nuôi dưỡng và đồng thời biết là thuyết phục. Chứ mình đấu tranh với cha mẹ thì nghe nó hơi nặng nề và nó hơi trái lẽ. Nhưng mà mình thuyết phục, nếu thực sự đó là tình yêu chính đáng của mình không thể thiếu được, và mình ta gọi là mưa dầm thấm lâu, mình thuyết phục cha mẹ bằng chính cái tình yêu trong sáng của mình, đàng hoàng của mình, thì chắc chắn là bố mẹ nào cũng siêu lòng. Thực ra đó thì cái vai trò của cha mẹ rất là quan trọng. Cho nên trong cái thời hiện đại này, cái sự tiêu cực khi mà cha mẹ phải dùng cái từ là can thiệp vào cái hôn nhân của con á, thì minh họa của các bạn cũng thấy rõ rồi. Cũng có những cái mà làm cho các bạn trẻ không được hạnh phúc đâu. Thậm chí rằng có nhiều bạn trai bạn gái kéo dài cái thời gian lập gia đình. Rồi thậm chí có những người họ không lập gia đình, là bởi vì á, cha lỡ mẹ cái duyên đó chọn là cho là con rồi mà chọn hoài không được. Đến khi mà cha mẹ thì con lại không chọn được cái người nữa. Thành ra là cuối cùng là có những cái người ta gọi là lỡ duyên á. Lỡ duyên thì đó là những cái mặt tiêu cực. Rồi thậm chí rằng là làm cho con cái mình không có tự tin khi mà đến cái hôn nhân nữa. Cho nên cái tuổi nó đã qua rồi, và khi qua cái tuổi lập gia đình tự nhiên các cháu lại ngại, không muốn đi bước nữa, nghĩa là tiến tới cái cuộc sống hôn nhân, rồi cảm thấy mình không có sẵn sàng cho cái trách nhiệm trong gia đình, thì đó là cái tiêu cực. Nhưng cái mặt tích cực thì nó cũng có, tức là trong những trường hợp có khi đó các bạn trẻ tưởng là mình hiểu hết lẽ đời, nhưng mà không phải, cuộc đời này nó đơn giản như vậy. Cho nên cái việc mà yêu nhau là một lẽ, nhưng mà tham khảo ý kiến cha mẹ và những người có kinh nghiệm thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Cho nên nếu như mà trong những cái trường hợp ví dụ như là khi mà lấy nhau thì không phải chỉ hai bạn yêu nhau rồi đến đó là lập gia đình là xong, mà chúng ta lại phải sinh sản cho đời sau những đứa con. Cho nên là cha mẹ cũng cần phải góp ý về vấn đề sức khỏe, mình có đủ sức khỏe không để mà mình duy trì nòi giống.
Cái thứ hai tích cực nữa là gì ạ? Cha mẹ cũng ngần ngại rằng là liệu các con đã đủ trưởng thành để mà lo cho nhau chưa? Nuôi được nhau chưa? Rồi còn nuôi con cái sau này nữa. Rồi cha mẹ cũng có những cái góp ý tích cực để làm gì? Để các con có thể điều gì chưa biết thì hỏi cha hỏi mẹ. Cho nên cái việc mà cha mẹ có can thiệp vào cái đời sống, cái tình yêu của con cái mà đúng mực thì bao giờ cũng rất tốt. Và tôi cho rằng rất nhiều cặp vợ chồng trẻ người ta cảm ơn cha mẹ là bởi vì luôn luôn được cha mẹ dõi theo dù ở chung hay ở riêng. Chìa khóa để giải quyết cái vấn đề của hai bạn đó là cái việc con trai về xin lỗi bố mẹ, tức là nhận cái lỗi của mình, làm cái điều đó là chưa đúng phép. Chính cái lời xin lỗi của bạn đó đã làm cho gia đình mở lòng ra để đón con trai trở về nhà. Và đồng thời là người ta mới đến bước tới để cho nó hóa giải đôi bên thông gia. Thì đấy là một cái điều rất là quan trọng. Và tôi cũng hy vọng rằng là không phải là các bạn trẻ nào cũng sẽ bắt chước trường hợp của Thịnh với lại bạn Hường, để mà cũng không phải là may mắn mà được vượt qua như vậy. Bây giờ thì em có hai đứa con trai rồi, thì em suy nghĩ nhiều hơn. Nếu mà tính đúng ra là cái chuyện hôn nhân là toàn quyền quyết định là do con cái, nhưng mà mọi chuyện là phải có cái sự chuẩn bị trước. Giống như trong cái giai đoạn mà con em nó bắt đầu nó trưởng thành thì em muốn chuẩn bị cho nó những cái lần trò chuyện thôi, thì mình hướng cho nó sẽ chọn cái người phụ nữ như thế nào cho phù hợp với gia đình. Từ bây giờ là đã định hướng rồi đó hả? Dạ. Tại cái này là hoàn cảnh của em nên em không muốn lặp lại cho con. Cảm ơn hai bạn trẻ đã vượt qua chông gai thử thách để có thể trở thành một đôi. Và cái điều đáng quý nhất là chính các em mà cũng thấy rằng khi mà mình lập gia đình với nhau mà thiếu đi cái sự chúc phúc của đôi bên gia đình đó là mình cũng thấy buồn lắm. Thì đấy là cái mà bây giờ bạn Hương đã nghĩ tới cái việc hai con trai thì mình phải như thế nào để sau này con đừng giống như mình. Đấy là cái điều mà cái bài học đáng quý. Trở lại cái vấn đề là làm sao đó, cái vai trò của cha mẹ trong cái việc mà chuẩn bị cho con đi vào hôn nhân đó, bước vào hôn nhân như thế nào. Thì cái thứ nhất là chúng ta phải nuôi dạy con cái tử tế ngay từ nhỏ. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chuẩn bị cho con mình một cái kiến thức về tình yêu, về hôn nhân. Mà sinh động nhất chính là cuộc sống của cha mẹ. Trong gia đình, cha mẹ sẽ là cái tấm gương phản chiếu lại để sau này sẽ có những chàng trai, cô gái. Lớn lên con mong con sẽ tìm được một người vợ giống như là mẹ. Lớn lên con muốn tìm được một người bạn trai mà giống như ba. Thì đó chính là cái kết quả giáo dục và định hướng cho con mình tới một hôn nhân bền vững. Cha mẹ phải là cái người giống như người bạn vậy đó. Và cái quan trọng hơn nữa mà tôi cho rằng cha mẹ hiện đại càng hiểu biết, càng khoa học bao nhiêu thì xin hãy tôn trọng con cái bấy nhiêu. Và ngược lại, con cái phải biết giữ lễ, phải tôn trọng cái ý kiến của cha mẹ mình. Có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Nghìn Lẻ Một Chuyện, hoặc có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe.